cả nhà. Hello. Hello cả nhà, có ai ở đây không ạ? Hello. Tất bọn tôi chia sẻ lại xin chào Phạm Quyền nha. Chào mọi người nha. Chào Phạm Trang, Phạm Trang. Nha. Có đây. Đang xem. Mọi người chia sẻ livestream nha. Mọi người chia sẻ livestream để mọi người chia sẻ lại. Chào Hằng Huy Nguyễn, chào chị Nguyễn Phương Như, chào Hoài Du Mi, chào Phạm Ngọc Lan. Hello hello tất cả mọi người. Đấy. Mọi người ơi, hôm nay sẽ có cái chương trình đấu giá son. Đó. Đấu giá son dành cho ai có mức giá là đẹp nhất. Đấy. Mức giá đẹp nhất thì mọi người được đấu giá son nha. Giá khởi điểm của cây son này, chào chị Khánh Long nha. À, em ơi chị chào em chào chị Khánh Long nha, chào mọi người. Mọi người chia sẻ, mọi người trước khi vào chơi cái trò chơi này thì mọi người hãy giúp em chia sẻ livestream đi ạ. Giúp em chia sẻ livestream đi. Livestream và mời bạn bè giúp đây cho đông đông người xem cho vui. Bởi vì phần quà của chúng ta thì rất là nhiều và nhiều người chơi thì mới có sự cạnh tranh, nó mới thú vị được. Mọi người chia sẻ livestream giúp em nhỉ. Mọi người giúp em chia sẻ livestream nhỉ. Đó. Hôm nay sẽ test cho mọi người xem một số màu son của Enid. Chào chị Vũ Thị Kim Ngân nhá. Sẽ test cho mọi người xem một số màu son của Enid. Và những cái màu son ở đây thì em đảm bảo là chất son thì cực kỳ là ưng và bao mịn, bao đẹp cho mọi người luôn. Mọi người thích test màu gì em test cho mọi người xem luôn nhá. Hello, hello mọi người chia sẻ livestream giúp em ơi ạ. Mỗi người giúp em một cái nhấp tay thôi, một cái nhấp tay hồng đào đi em. Chị Khánh Long ơi, bên em lại không có hồng đào, có màu hồng phớt đào. Đấy. Màu hồng phớt đào nhá, tên đầy đủ là màu hồng phớt đào. Nhưng mà màu hồng phớt đào ở đây bị cháy mất rồi. Đấy, hôm qua có còn một cái cây hồng phớt đào và em bỏ ra test thì khách đến nhà test màu thì thích cái màu hồng phớt đào quá và hốt luôn cái cây mà em đã bóc tem rồi. Cười nhìn đã đẹp rồi, cảm ơn Phạm Quyền nhiều nhé. Cảm ơn anh hồng đào. Chị Khánh Long ơi, em test cho mọi người xem màu đỏ ruby nhé. Màu đỏ ruby cực kỳ quyến rũ và sang chảnh, sẽ làm cho khuôn mặt của các bạn trở lên là nổi bật trước đám đông. Chào chị Nguyễn Thị Lan nha. Ấy. Thế không? Màu hồng phớt đào là đúng ngày hôm qua là em livestream là có hồng phớt đào rất là đẹp, màu rất là xinh luôn. Nhưng mà khách đến nhà test màu và khách ưng cái màu đó quá thì hốt luôn cái cây để em test mất rồi. Đó, nên là hôm nay lại không có màu hồng phớt đào để mà test cho mọi người, chứ màu hồng phớt đào thực sự rất là yêu luôn. Màu phớt đào thực sự rất là yêu luôn. Đấy, chị đến nhà vét một phát hết nhẵn hồng phớt đào luôn. Còn đúng một cây để mà test livestream cho mọi người thì khách đến nhà ưng quá hốt luôn. Đó, đỏ, đây là màu đỏ ruby, sắc màu của quyền lực và quyến rũ. Đấy. Em test cho mọi người xem nhá. Chào chị chào Minh Kết này. Chất son là rất là mềm mịn. Đó. Chất son rất là mềm mịn luôn. Đấy, wow, thơm quá. Thơm như trái cherry chín đỏ. Đó. Đây là mình đánh nhạt đấy, có thể các bạn có thể đánh đậm hơn. Khi là chúng ta đánh lên môi nó ăn luôn vào môi như này. Xin chào Đặng Hương nha. Đấy. Đó. Đấy. Các bạn nào mà mua trái tim đánh cực kỳ là đẹp luôn.
Môi mình nó bong nên đánh nó không đẹp lắm. Bạn nào mà môi trái tim thì đánh cực kỳ đẹp luôn nha. Chết rồi đâu mất anh nhỉ. Chào chào Phượng ok, chào chào chị Phượng ok. Đó, đây là màu đỏ ruby nha mọi người. Đó. Mọi người chỉ cần đánh lòng môi, đánh lòng môi sau đó chúng ta bập môi như thế này là sẽ đều môi luôn. Đấy, nó có điểm đặc biệt hơn những dòng son kem nước khác tại Việt Nam. Đó là cái dòng son kem nước ấy thì khi mà các bạn đánh ra ấy, các bạn phải di đi di lại bởi vì là nó rất là nhờn môi, rất là bóng, rất là bết dính luôn. Xin quá chị nha, chạm cả. Cảm ơn Minh Kết nha, chả biết Minh Kết là con trai con gái mà nhìn cái mặt xinh quá như mất. Comment một câu rất là xinh. Đó. Đây là màu đỏ ruby. Màu đỏ ruby đó là sắc màu của quyền lực và sự quyến rũ. Đó. Khi mà các bạn muốn nổi bật trước đám đông thì các bạn cần phải có một màu son thật là đặc biệt. Màu son tôn màu da của mình lên, tôn da lên. Đó. Đó, đây là màu đỏ ruby. Sắc màu đỏ ruby rất là thời thượng và tinh tế, phù hợp với tất cả các màu da và đặc biệt là những cô nàng mà da không được trắng. Chào chị Lan Trịnh Phương nha, chào chị. Em là em là Thu á, Thu nào nhỉ? Thu. Đó. Đây là màu son mà không thể thiếu được đối với phụ nữ và đặc biệt thì nó phù hợp với tất cả mọi đối tượng. Tức là cái màu đỏ ruby one này rất đỏ ruby one rất là dễ phối màu, rất là dễ phối màu da và các bạn trang điểm kiểu gì các bạn sử dụng cái màu son này cũng rất là ok. Đó, các bạn có thể đánh đậm hơn này. Hoặc là không biết mà mọi người có hay mix màu son không nhưng mà thực sự thì em rất là thích mix son. Đó. Mọi người có thích mix màu em mix cho mọi người xem nhá. Mix với màu mix với màu cam tây nhá. Mix đỏ ruby one với màu kem tây xem nó ra màu gì nhá. Đấy, nhìn màu đẹp hơn rất là nhiều. Đấy, đấy, mix màu nhìn ra nó sẽ sáng hơn. Và đây nó là cái màu màu đỏ kết hợp màu cam này, nó ra cái màu gì nhỉ, màu nó cứ cam cam dâu dâu á, nó không cam hẳn, nó cũng không dâu hẳn. Đấy, màu này rất là đẹp. Một cam tây này cũng rất là xinh luôn. Đấy, khi mà mix màu vào như thế này nhìn các bạn sẽ thật là cuốn hút. Nhìn sẽ rất là cuốn hút bởi vì các bạn có những cái màu son rất là độc. Màu son này không hãng son nào chế được bởi vì mix màu này là do các bạn mix tùy theo cái độ đậm nhạt mà. Đó. Chào Ami Phương Lê nha. Mọi người ơi, mọi người đâu hết rồi. Bắt đầu đấu giá son từ 99k. Rất là mịn và rất là thơm, thơm như trái cherry luôn, thơm như một trái dâu. Mọi người đâu hết rồi. Đó, các bạn nếu mà nào mà chưa có người yêu thì cũng comment tại đây đi ạ. Hôm nay sẽ dành ra một số phần quà để tặng cho một bạn nào đó. Một bạn nào đó mà chưa thực sự là may mắn trong cuộc sống. Một bạn nào đó mà vẫn đang ế. Chào Thu Luna nha. Dành tặng một phần quà dành cho một bạn nào đó đang bị ế. Hoặc bạn nào đó đang có một làn môi thâm xỉn. Đấy, có một bờ môi thâm xỉn. Dành tặng một sớt son cho bạn nào có làn môi thâm xỉn. Đó, và ngày hôm nay thì sẽ đấu giá 5 phút. Bình luận Face chị không nhận ra. Cái link kia là link của em hả? Chị đang muốn không biết là thu nào nữa. Đó,
Các bạn ơi, hãy đang xem livestream, hãy tương tác mạnh với anh nào. Mọi người hãy tương tác mạnh với em nào. Tương tác để ngày hôm nay sẽ chọn ra một phần quà. Chị nào chia sẻ nhiều nhất thì sẽ được nhận một phần quà là một cây son Elite trị giá là 220.000. Đó. Và các sản phẩm thì đều sẽ đều được tặng một cái phiếu bảo hành như thế này. Đều tặng một phiếu bảo hành sản phẩm như thế này nếu phát hiện chì trong son. Nếu phát hiện chì trong son thì sẽ được đền bồi thường là 20 triệu đồng. Thu Lula, em chia sẻ livestream giúp chị đi, chia sẻ livestream giúp chị với. Chị check tin nhắn đã. Chào anh Tiến Tiếp. Chào Tiến Tiếp nha. Khi mà mình livestream mình hơi trẻ trâu một tí nên các bạn thông cảm. Khi mà mình livestream tặng quà mình rất là trẻ trâu nên là các bạn phải thông cảm, hết sức là thông cảm cho mình. Đó, mọi người ai mà đang chưa có người yêu hoặc là trong cuộc sống các bạn chưa gặp được thực sự là nhiều điều may mắn, các bạn hãy comment tại đây. Bởi vì son Enit là dòng son đem đến may mắn cho mọi người. Son Enit, ok, chào người đẹp, cảm ơn là người đẹp nha, cảm ơn người đẹp tiên tiếp. Son Enit là dòng son, mọi người hãy tương tác mạnh với oanh nào. Mọi người tương tác, ai đang xem livestream thì comment đã nhìn thấy em ở đây giúp em với. Để chúng ta là không bị lạc trôi nhau trên cái trên cái cuộc sống bận bộ này, chúng ta luôn luôn nhìn thấy nhau, luôn luôn thấy nhau và luôn luôn tương tác với nhau, tạo cho nhau những niềm vui đó. Và niềm vui em tặng cho mọi người đó là em rất là hay tặng quà cho mọi người, em rất là thích tặng quà cho mọi người đó. Và cái màu son này mọi người nhìn nó có đặc biệt không ạ? Nhìn rất là đặc biệt đúng không? Nó không ra màu đỏ cam, nó cũng không, nó ra cái màu gì nhỉ, màu cam tây trộn với màu dâu tây, nhìn nó ra một cái màu rất là hấp dẫn, nhìn nó rất là tuyệt vời và độc lạ luôn. Còn son dành cho con trai không em ơi? Son dành cho con trai à? Có nhé, nhưng mà màu hồng phất đào, nhưng mà bên em đang cháy hồng phất đào. Và nếu như anh Tiến Tiếp thích dòng màu son màu hồng phất đào, bởi vì là chỉ có màu hồng phất đào ấy, chính là màu hồng của môi tự nhiên, thì con trai mới có thể đánh được. Hoặc là như hôm nay là em cũng bán cho một bạn nam, thì bạn đấy thì tại vì là bạn ấy nói là cậu cậu ấy thì làm nghề gọi là nhảy đồng ấy, gọi là cậu nhảy đồng ấy, thì là cậu lấy màu màu đỏ ruby và màu đỏ nhung rượu để trang điểm cho khuôn mặt đậm và rõ nét, thì môi cậu ấy hình trái tim đánh son rất là đẹp. Và rất là nhiều bạn con trai thì cũng rất là hay dùng son đó. Và những con trai thì cũng nếu mà da trắng thì có thể dùng màu cam tây. Đó, nếu mà màu trắng thì có thể dùng màu cam tây hoặc màu phớt đào. Nếu mọi người thích nổi bật hơn nữa thì mọi người có thể dùng tất cả các màu son của Enit. Bởi vì son của Enit là son làm hồng môi. Nếu như mà môi các bạn thâm thì đã được tặng một, chào chị Nguyễn Thị Toa nha. Nếu như mà môi các bạn thâm á thì các bạn luôn luôn được oanh tặng cho một cái lọ ủ môi trị thâm với tinh dầu Oba. Tinh dầu Oba là thành phần trị thâm quầng mắt, trị thâm môi và xóa mờ lốt chân chim. Đó. Đó, khi các bạn mà mua son của anh ấy, anh sẽ tặng cho mọi người một cái ủ môi Enit như thế này, ủ môi của hãng Enit này luôn. Đó mọi người, cái cây son này ấy, cái chất liệu son thì là nguyên liệu nhập khẩu 100% từ nước ngoài, đó là 70% nhập liệu từ Úc và 30% nhập liệu từ Australia. Đó, và cái khắc laser nổi, cái công nghệ điêu khắc tuyệt vời này này. Đó, nó đã tạo nên điểm khác biệt của cây son kem son kim cương Enit. Nhìn rất là sang đúng không ạ? Nhìn rất là sang đúng không ạ? Đó. Cây son Enit nó như thế này. Khi mà mọi người nhìn nó rất là óng ánh đúng không ạ? Đấy, nhìn nó có điểm đặc biệt rất là óng ánh. Và đây là mẫu thiết kế son rất là độc đáo và độc quyền luôn. Chất son thì là chất son kem khô. Chất son kem khô tan ngay bởi nhiệt cơ thể sau 3 giây. Đó, chúng ta quét lên môi cái là nhiệt cơ thể là 37 độ C. Nhiệt độ của cơ thể là 37 độ C. Và cái son kem khô này nhanh chóng tan và thấm vào môi của chúng ta, làm cho đôi môi của chúng ta trở nên căng. Căng mà lên màu chuẩn như thế này. Đó. Căng mà lên màu chuẩn như vậy. Màu rất là chuẩn luôn, bao chuẩn cho mọi người luôn. Lên màu rất là chuẩn. Cái thứ hai là môi mình sử dụng cái son này lâu dài sẽ rất là hồng môi. Son làm hồng môi, son thiên nhiên không chì, son làm hồng môi. Và đây là dòng son dành cho bà bầu. Ai hi hi, môi anh đỏ rồi, thôi anh chia sẻ dùm em. Cảm ơn anh Tiến Tiếp nhiều nha.
Con dai môi đỏ rất là đẹp. Xin chào chị Phạm Hoài Thu. Chị Phạm Hoài Thu ơi, hãy chia sẻ giúp em một lần trên trang cá nhân nào. Chỉ cần mọi người chia sẻ trên trang cá nhân thôi, không cần mọi người chia sẻ lên hội nhóm đâu, bởi vì là rất dễ dễ bị spam khóa link ấy. Rất là dễ bị spam khóa link luôn. Khi mà mix màu lên ấy, kể cả đàn ông hay đàn bà thì mix màu đánh son cũng đỡ, bây giờ nó đang là một xu thế. Và sắp tới là sẽ ra cái dòng son dành riêng cho các bạn nam, dành riêng cho các bạn nam, và một dòng son dành riêng cho giới thứ ba. Đó. Giới thứ ba và các bạn nam đều có son luôn. Cái màu màu đỏ dâu này ấy, nó rất nhìn nó rất là sang chảnh luôn, nhìn nó rất là quyến rũ luôn. Nhìn nó rất là quyến rũ luôn. Mọi người chia sẻ livestream giúp em ạ. Mọi người chia sẻ livestream nhỉ. Đó, rất là nhiều son để cho mọi người đấu giá mà ít người xem cái này thì đấu giá làm sao. Rồi, bây giờ bắt đầu luôn nhá. Có ba người cũng bắt đầu đấu giá luôn, bắt đầu đấu giá cho đến khi đông người thì thôi. Bắt đầu đấu em đấu giá từ son từ 99k. Son này người thứ tư ra cái mức giá đẹp nhất thì sẽ là người chiến thắng. Đấy. Son bắt đầu đấu giá từ 99k và mọi người có thể lên thấp nhất là 2k, tăng thấp nhất là 2k. Đó, và đấu giá đến khi mà không có bạn nào đấu giá trên cao hơn nữa thì là sẽ quyết định là bán sỏi son đó, đúng không ạ? Bắt đầu đấu giá nào. Giá son đầu tiên, giá khởi điểm là 99k. Giá khởi điểm là 99k. Mọi người comment giùm em với ạ. Mọi người ơi chia sẻ livestream nào, mọi người ơi chia sẻ livestream nào. Chị Phạm Hoài Thu ơi giúp em chia sẻ livestream với vợ, giúp em chia sẻ livestream và mời mọi người xem giúp em với ạ. Để em có động lực tặng quà cho mọi người nào. Mọi người có vấn đề gì băn khoăn về dòng son này thì hãy cứ comment lại đây và em sẽ giải thích cho mọi người. Comment lại đây để giải thích cho mọi người nghe nào. Chào chào chị Mạ Luyến Mai Anh. Chị Luyến Mai Anh ơi hãy comment tương tác thôi. Mọi người ai đang xem livestream của em thì hãy comment tương tác giúp em với ạ. Hãy comment tương tác giúp em. Đấy. Bởi vì là livestream tặng quà mới để đấu giá xong thì chủ yếu là để tương tác với mọi người thôi. Chứ đã bán hàng trên livestream là gần như không có lãi. Đấy, lại còn lỗ nữa cơ. Là chỉ muốn tặng quà cho mọi người, thứ nhất là muốn mọi người sử dụng. Bởi vì cái dòng son này nó mới ra được có hơn 4 tháng thôi mà đã xuất ra thị trường phải rơi vào gần 100.000 cây son rồi. Và dòng son Enit rất là vinh dự. Son Enit rất là vinh dự được tháng 12 vừa rồi được nhận cái danh hiệu của giải thưởng là top 1 trong top 10 thương hiệu uy tín, sản phẩm dịch vụ uy tín và chất lượng. Top 10 sản phẩm uy tín và chất lượng thì xin chào chị Trịnh Trịnh Lệ Thương nha. Son Enit nó mới ra thị trường nên là nhiều nhiều bạn vẫn chưa biết Enit nó là cái dòng son gì, và mọi người biết đến những cái dòng son khác ví dụ như là Linh Hương, Mocha, Mộc Trà, rồi son những cái loại son hàng Âu, hay là nói chung công ty mỹ phẩm nào thì cũng có son. Đấy, nhưng mà
Bên em thì lại có một cái dòng son mà cam kết là nổi bật ở thị trường, đó là dòng son kem khô, tan ngay bởi nhiệt cơ thể sau 3 giây sử dụng. Đó. Cái thứ hai là dòng son thiên nhiên không chì, son làm son hồng môi, son làm hồng môi, son thiên nhiên không chì làm hồng môi, đảm bảo không gây ra vết dính trên môi, không gây ra tình trạng bong tróc và dưỡng môi căng bóng mịn màng. Dưỡng môi căng bóng mịn màng, đặc biệt đó là dòng son nên màu cực chuẩn, khi mà phối màu cực kỳ đẹp. À, chào chị em, à, chào chị Bảy nha. Chị Bảy ơi, chưa lên được nhà chị để cầm sữa Ông Thọ cho chị cơ. Khổ quá cơ, chị Bảy uống mầm có ngon không? Khổ quá cơ, bận quá, chưa mấy hôm nay bận đi ship hàng quanh huyện mà vẫn chưa có thời gian đi qua nhà chị Bảy. Chị Bảy uống mầm có ngon không? Đó. Đấy, muốn là thứ nhất là tặng son cho mọi người với cái giá thực sự là hấp dẫn, ưu đãi để mọi người có thể sử dụng trải nghiệm son, bởi vì mọi người mua lần đầu, mọi người chưa phải là khách hàng đâu, mọi người mới đang trải nghiệm son thôi. Mọi người mới đang trải nghiệm son thôi và mọi người cần phải trải nghiệm nó để mọi người biết được chất lượng son nó ra làm sao. Khi mà làm cái gì chúng ta cũng cần phải trải nghiệm, chúng ta rất là cần phải trải nghiệm. Chào em Hiên Nguyễn nha. Đó, son thì mình cam kết cho các bạn là bao ưng bao chuẩn khi các bạn nhận hàng, dù là quà tặng hay các bạn mua hàng của mình, với bất cứ cứ cái giá nào các bạn vẫn có quyền test son, và nếu như không ưng ý về màu son nên màu không chuẩn, các bạn có thể gửi hàng lại cho mình. À, em chào chị Thoa chia sẻ livestream giúp em với ạ. Em mấy hôm nay bị em bị chặn chặn comment bài viết của mọi người, là em bị chặn tất cả là 12 tiếng. Và đến tầm 4 giờ sáng ngày hôm mai thì em có thể comment được với mọi người bình thường. Nên là mọi người hết sức là thông cảm cho em vì cái sự chậm trễ này. Bởi vì là em bị chặn cả ngày hôm nay, không có tương tác được với ai luôn, không có comment bài viết của ai được luôn. Trong các hội nhóm em cũng bị chặn luôn mà không biết là cái lý do gì, mà trong khi đấy là em cũng ít chia sẻ lắm. Em cũng ít chia sẻ bài viết lắm mà làm sao? Bài viết của em không chia sẻ rồi mà làm sao lại bị như thế? Đó, và tình trạng của các cô gái hiện nay đó là rất nhiều bạn là bị thâm môi. Các bạn khi các bạn tẩy son, các bạn lấy cái tẩy trang môi nhé, tẩy đi thì nó sẽ hết. Đây mình có quẹt tẩy trang môi sẵn rồi, các bạn phải sử dụng tẩy trang môi thì mình mới hết được. Đó. Khi mà không có son thì nó sẽ ra như này. Khi không có son thì môi nó sẽ như này. Nhưng mà vẫn còn hồng đúng không? Vẫn còn hồng. Bởi vì là ấy, trước môi em cũng nâm lắm. Nhưng mà thực sự là em chỉ chăm chỉ sử dụng cái ủ môi Enit này đúng 1 tháng thì nó đã không còn khô nữa, nó không còn khô nữa, và mình đánh son nó lên màu rất là đẹp luôn đấy. Và bây giờ môi nó hồng như này, không biết là có hồng đó, không biết là có hồng không. Nhưng mà môi không hề thâm một tí nào, bởi vì là sử dụng chăm chỉ cần sử dụng chăm chỉ ủ môi Enit, chỉ cần sự mắt em cũng hay thức đêm, em 3 giờ sáng mới ngủ. Chào Hana chị nha, chào chị Phạm Tiết. Em 3 giờ sáng em mới ngủ hoặc 2 giờ sáng mới ngủ, mắt em rất là thâm đen luôn, nhưng mà dạo này nó đỡ đi rất là nhiều, bởi vì là sử dụng cái này này, cứ mỗi tối trước khi ngủ thì cứ mỗi tối trước khi đi ngủ thì mình lại bôi lên này. Đó, mình bôi lên đây này. Sáng sau dậy, thứ nhất là cái chỗ này nó rất là mềm, massage khoảng 10 lần kéo cái này. Đấy. Massage khoảng 10 lần, vừa làm tan nốt chân chim và đuôi mắt, bởi vì là có cái thành phần rất là đặc biệt, đó là tinh dầu chị Thơm Ô Ba. Chào chị Phương Bùi nha. Chào chị Phương Bùi. Đó, mọi người tối khi ngủ mọi người bôi này cho em, chăm chỉ sử dụng và bôi môi này. Chỉ cần đấy. Mọi người chỉ cần chăm chỉ sử dụng 1 tháng cho em cam kết với mọi người rằng là thâm quầng mắt sẽ đỡ đi rất là nhiều, bởi vì em mắt em thâm đen như gấu trúc luôn. Đấy, đỡ rồi này. Cái thâm mắt thì nó sẽ khó hơn là cái môi. Cái môi mình nó sẽ dễ làm hơn này. Đấy. Vẫn còn màu son vẫn dính này. Đấy, vậy rồi vẫn còn dính son. Đấy rồi mà vẫn còn dính son ở khe môi. Đấy. Tẩy rồi ấy mà vẫn còn dính này, dính chặt quá. Cái mọi người massage cái mắt này cho em. Đấy, massage mắt này. Thì nó đã đỡ rứt mắt, nó đỡ căng thẳng ở cái mắt và giảm được cận thị rất là nhiều. Bởi vì là mọi người sử dụng, có cái thói quen sử dụng điện thoại. Mọi người có cái thói quen sử dụng điện thoại á, mọi người dán mắt vào đó,
không ngủ được đó, hoặc là làm cái mắt mình nó bị mỏi, bởi vì là cái mắt mình nó chịu một cái áp lực quá lớn đó, mọi người bôi vào thế thì mắt nó sẽ đỡ thâm rất là nhiều, mà đúng là không có son thì nhìn cái khuôn mặt nó chả ra làm sao, không có son nhìn nó không làm sao. Đó, không có son nhìn nó không ra làm sao ấy, không có son nhìn nó không có giống ai luôn đấy, rất là dễ đánh, mọi người chỉ cần quẹt nhẹ vào lòng môi, không cần quẹt đẹp, rất là dễ đánh luôn, bập vài phát thế là ngon này, dễ đánh đó. Khi mà mix màu lên thì nó sẽ đẹp hơn này. Mix màu lên màu tuyệt vời, mix màu lên sẽ rất là đẹp, nhìn nó sẽ màu nó cam cam đỏ đỏ, cam cam đỏ đỏ, nhìn nó như là màu bảy sắc cầu vồng ấy, rất là đẹp. Đấy, rất là dễ đánh luôn. Đấy, mọi người cứ lo là son kem khó đánh, nhưng mà thực ra son kem nước thì mới khó đánh thôi. Son này là son kem khô à, mọi người quẹt nó không bị nem, nên là son kem khô nên là rất là dễ đánh. Son kem khô thì cực kỳ dễ đánh, mọi người thấy em là một người không biết đánh son đúng không ạ? Em là một người đánh không biết đánh son, mọi người nếu mà xem trước đây em chẳng bao giờ thấy đánh son luôn. Đấy. Nhưng mà nghiện em ít rồi. Đó. Mọi người đánh mix màu ra màu rất là tuyệt vời luôn. Trong cái livestream này mọi người mà đặt hàng luôn trong livestream này nhá. Mua 2 tặng 1 luôn, mua 2 tặng 1 luôn. Muốn đấu giá cho mọi người nhưng mà như mọi người không có, mọi người bận đó, mọi người không có đấu giá. Đấy. Mix màu nó ra màu rất là đẹp. Ôi chết, mấy giờ còn phải học. Livestream 5 phút nữa, chia sẻ với mọi người 5 phút nữa về cái màu son này. Và nếu như anh chị nào nhanh tay đặt hàng trong cái livestream này, mua 2 tặng 1 và free ship luôn. Đó. Đó là mua cái mua 2 tặng 1 đó. Đó là phần em muốn tặng cho mọi người. Chết rồi, mọi người đi đâu hết mất rồi. Cũng chỉ live stream với mọi người được một tí thôi, bởi vì tí nó đến giờ phải học rồi, còn phải đào tạo đội nhóm nữa. Đó, về nói chung là nói qua qua thì về chất son nó như vậy. Không biết là có chị nào đang muốn kinh doanh về dòng son này không ạ? Có chị nào đang muốn kinh doanh về dòng son kem Enit này không ạ? Đó, son kem Enit thì có rất là nhiều điều tuyệt vời, và đặc biệt là chính sách của Enit thì sẽ là chính sách độc quyền có 102. Và khi các bạn tham gia vào hệ thống thì sẽ có một quy trình bán lẻ, sẽ có một quy trình bán lẻ. Một quy trình bán lẻ. Và để việc mà các bạn, chào chị Lan Nguyễn nha, sẽ có một cái quy trình bán lẻ cho mọi người để đảm bảo ít nhất một ngày mọi người bán được 2 đơn lẻ. Và nếu mà đi offline thì bán sẽ lẻ thấp nhất là 50 cây. Đó, và có một quy trình chuyển sỉ cho các bạn, quy trình bán lẻ, quy trình chuyển sỉ cho các bạn, làm sao để các bạn ra đơn hàng hiệu quả nhất. Nhưng phải các bạn phải cam kết với mình rằng là các bạn phải thực hiện theo đúng những gì mà cái quy trình nó đưa ra, nó là một quy trình chuẩn, và rất là nhiều hãng bên khác nhòm ngó, rất là nhiều nơi đang nhòm ngó cái quy trình chuẩn của bên Elite. Đó. Màu son thì rất là đẹp. Ở mọi người khi mọi người tham gia kinh doanh cái son này ấy, mọi người được đổi trả hàng, được đổi trả màu son, được đổi trả màu son luôn nhá. Đó nên là mọi người các cái công ty khác chắc chắn là mọi người sẽ không được đổi trả son đâu ạ. Đổi trả sản phẩm thì rất là khó khăn. Trừ khi là người ta tạo điều kiện cho các bạn thì may ra cũng được đổi, nhưng cũng rất là khó chịu. Nhưng mà đối với son Enit thì đảm bảo đổi là 100%. Mọi người có màu son là đổi, đảm bảo son còn nguyên tem mác là được. Chào Nguyễn Phương Lam nha. Chào Nguyễn Phương Lam. Đó, về cái mẫu mã son hay là về về cái chất liệu son thì ở bên Enit có những điểm khác biệt so với những cái dòng son khác trên thị trường. Đấy. Và khi mà các bạn yêu Enit rồi ấy, thì các bạn sẽ hiểu sâu hơn, và các bạn sẽ
phải nói các bạn sẽ gắn bó lâu dài với Elite hơn. Test màu son cho mọi người xem rất là đẹp luôn, rất là mịn môi và đặc biệt là không trôi. Các bạn đi mưa, các bạn ăn uống, ăn nấu, ăn mì tôm, ăn bánh đa hay là ăn canh hay là ăn bất cứ thứ gì, kem ngồi trà sữa các kiểu vẫn còn nguyên màu son cho em. Đấy, màu son cực kỳ chuẩn và đặc biệt là son không chì. Đó, son không chì nha, son không có chì đâu. Vâng, chào chị Tuyến Trần nha. Đi chơi về rồi này. Chào chị Tuyến Trần nha. Mọi người ai muốn kinh doanh cái dòng son Elite này và muốn được trải nghiệm son Elite thì mọi người hãy inbox riêng cho em. Mọi người muốn được trải nghiệm son kem Elite để mọi người tham gia kinh doanh vào hệ thống của Elite thì mọi người hãy inbox cho em. Đây này, hai đại ca về rồi này. Kinh quá, kinh quá, kinh quá. Kinh quá, kinh quá, kinh quá. Ôi. Đây, mình đánh nhờ. Đây. Đây nhìn con đánh hả con? Bập bập bập. Đéo không, đéo không, bập mạnh. Chào chị Hạ Du nha. Đấy, bập bập mạnh. Dạ. Đây, chúng ta đây. Bập. Đi vào đi, giúp mình bập. Mình sẽ đỏ, mẹ đỏ. Nào, dừng. Đó, bập đi. Đây lại đang ăn xoan, đang bập nhiệt tình. Đó, xin chào mọi người, các con. Xin chào mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người vào 8 giờ sáng mai nha.